Còn Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Bây giờ hiện tại giờ chị ơi, Heineken nè, với hai gói thuốc và một cái mâm lẩu để cúng cho ngày sử của Vũ Linh của cô chú anh chị. À, cũng có hai cô chạy vô trong luôn đi. Chạy trong luôn đi chị. Mười lăm hết thì vừa đi luôn. À, kêu náo lên tí xíu rồi được rồi đừng trao tiền luôn mà đi qua bên kia rồi uống cho chú cũng vậy mà đi thôi thầy quay thì thích hiện rồi sáng quay nó mới quay rồi đúng không ừ, sao qua vẫn quay nữa hả rồi giờ kêu đợi cô ấy đi kịp giờ còn nhiều làm nhiều nha à, còn nhiều làm nhiều Ngọc là đi lấy bánh xèo hả gì rồi bánh xèo hả ờ cúng nữa hả cúng cái miếng ở ngoài chắc khô rồi gì mình à muốn giặt thôi khô hả? Không ừ giờ 11 giờ chưa ta? 10 giờ mấy à? Thì là chị đúng hẹn. Khang, cầm máy này luôn đi chị dọn tiếp. Lẩu hay không? Lẩu của khán giả nào vậy? Của cô Hoa ở Đà Lạt. Lẩu với cơm nè. Cô qua Đà Lạt. Hồi sáng cho lì xì cho mấy anh em mình đó. Phải anh Bánh. Mà cô khác nữa hả? Chị đến trước 2 phút thôi. Là có người clip. Có người phụ rồi đó. Kêu 10 phút thì tranh thủ là đây tranh thủ rồi lắm rồi đó. Bây giờ nói gì? Mình làm từ từ nó cũng xong à. Em đâu nói gì đâu, em nói chị đến mà 2 phút nữa là ngon. Tắt máy là. Chơi lèo luôn hả? Tắt máy luôn. Để vô bụi cây luôn. Thiếu nhân sự rồi hả? Thiếu nhân sự rồi quý cô chú anh. Quý cô chú anh chị. Yếu lẩu mà đâu phải nấu cơm đâu, nấu cơm nhiều. Ăn này kim chi hả? Nó có mấy hộp mà nó 5 triệu đồng 10 hộp đó. Mình đó. Mình đó. Nhìn hấp dẫn. Nhìn, không có. Mì không có gì ghê cái kia không có ngon. Cái này làm gì? Để ra múc lẩu rồi cho thêm hai cái lẩu thì quá im. Bữa dĩa bỏ trái cây lên.
người, lấy cái dĩa, kia, người bỏ đá người làm trái cây cô chú. Cái nhỏ bên đây nè, bên đây nè. Ừ. Cúng ở trên này, này. Một con kia thì cúng dưới. Dữ. Cái này ở đây, cái này ở kia. Nay lấy đá gì ok á. Ok à. Mốt lấy dư dư mới ok. Nay còn dư rồi nè, thấy chưa? Nay dư chưa? Nãy giờ anh đâu hả? Mua bánh xèo hả? Nè anh Ngọc, anh cúng bánh xèo nè. Cây đâu ta? Cây nè. Để cái má lên chọn kính hai cái bàn mình trắng luôn nè. Bánh xèo không? Bánh xèo. Đây, bánh xèo ngon á. Nãy giờ đi lấy bánh xèo. Anh đem vô anh cúng luôn đây. Tôi chọn cái bàn ra. Vô anh cúng hai bàn song song luôn cho nó. Quá ngon luôn cô chú anh chị. Nay cho ông Năm ăn hoành tráng luôn ở dưới hàng xóm. Minh bắt bắt ra mở ra. Đây là mâm cơm của cô Hoa. Đà Lạt. Đà Lạt. Cô luôn dùng đi chạy. Luôn gửi tiền cho chị cho. Chị chỉ gì nè. Chị về chị làm công chuyện. Có chị này chị phụ tiếp nhé. Hai chén mì cho tổ ăn lẩu nè. Đưa mà chứ soi cho mấy. Chị nào soi em cúng xong cho ăn sắp sao. Chứ soi xong đi soi bỏ này vô nữa. Bỏ vô sống nhăn à. Em ngoài vô xe mình hầm. Em gỡ tiền vậy nè.
nhiêu trời? Phòng kia là phòng với trái cây kia á là 100. Một cây kia 100 hả? Ờ. Anh nay ngày cúng thành ra nó hơi mắc. Còn cái phần này 500 là 600 đúng không? Cúng cây gì mình? Cô Hoa. Dạ, yeah. Cô Hoa. Cô Hoa Đà Lạt. Cô Hoa Đà Lạt. Rồi, đúng 600 thì đi đếm coi đủ không? Đây đủ nè. Đủ chưa? 3 năm. Chị đếm đủ chưa? Chị đếm á. Đủ rồi, sợ mất công dư á. Chứ anh Minh đưa tiền là anh biết. Đó. Chị đếm là ok là ok à. Hai gói thuốc này để cúng xong cái mình đốt thuốc. À, chừng nào mà hương tàn luôn rồi. Rồi anh đốt hương chưa? Tết đồng nọ. Hôm nay cho cậu ăn. Nay Tết nửa năm rồi cô chú. Nay 1/5/5 Tết nửa năm. Cúng này xong tới anh Ngọc anh cúng bánh xèo. Nam mô Phật. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 5 năm 2024. Giúp hình con tên 37 tuổi có kênh YouTube Dương Minh Vlog. Thắp nén hương trình giữa các vị các ngài tu thần tu mộ tu đệ tới đây dương trạch thần hoàng bổn tử long thần hộ pháp nghĩa trang hoa viên Bình Dương, cũng như chúc mộ nghệ sĩ ưu tú Du Linh ông tên thật giỏi nhân ngoan có danh tâm giác sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão Hoàng Thọ mà 66 tuổi. Sáng nay được sự trợ duyên của cô Hoa Đà Lạt gửi cho Dương Minh cúng mâm cơm chay trước là mời chú về thờ Phật. Sao cũng cầu nguyện cho chú được giảng sanh về miền cực lạc trong cái ngày Tết Tân Ngọ này. Thì Dương Minh cũng nguyện giá cho gia đình gia đạo của cô Hoa Đà Lạt được ấm no hạnh phúc làm ăn phát tài phát lộc. Nam mô Di Phật. Dương Minh cũng nguyện giá cho mẹ Hoa Âm Nhân Quyết và thực cho tất cả các hương linh ở trong nguyện trang của Dương Bình Dương này. Thì đây thờ thời tại ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Du Linh. Xin chúc chi vậy thổ thần thổ mộ thổ đệ tất ra viên trạch thần hoàng bổn cẩn luân thần hộ pháp nghĩa trang duyên Bình Dương chứng nhận dùm tấm lòng có khán giả vô luôn cô chú anh chị. Rồi giờ quay qua anh Ngọc anh cúng bánh xèo nữa. Mời anh Ngọc cúng bánh xèo luôn. Tiếp tục. Và dọn tiếp anh Ngọc cái. Cái giả anh Ngọc. Đây. Ngon hấp dẫn ra luôn cô đây, chú. Đây phụ tiếp cho. Nhìn quá hấp dẫn luôn rồi. Bánh xèo. Bánh xèo mà nó hấp xèo rồi. Hấp xèo bây giờ nó rượu rồi. Nãy giòn tại anh về tới đây nó xèo hết xèo luôn này. Mua ở đâu anh Ngọc? Gao ghét để một cọc lên bàn thờ cậu hả Ngọc? Để chưa. Anh Minh vừa mới cúng xong tới anh Ngọc anh cúng bánh xèo luôn. Xèo mặn hả? Xèo mặn. Để tao cúng chay. Mấy cái này mấy cái 20 cái hả? Bọn bánh xèo lên cho chú ăn một cái trên đây rồi giờ mình đốt thuốc. Rồi một cái lên đây hả? Mình đốt thuốc rồi. Này quá hoành tráng luôn. Nay trong năm nay trong năm ổng ăn Tết nửa năm. Tết đâu ngọ mà chú về. Yeah.
mình không mình đổ đổ đây đi như số quắc à. Để hồi đến bạn em luôn. Con nào đến bạn luôn. Đây là cái bàn cơm của Hoa. Của Hoa là ở Lâm Đồng. Ở Bắc Ninh. Yeah. Thuốc của dịch từ Mỹ tới giờ còn. Đâu em mới mua hai gói thôi đó. Mua nữa. Rồi, Ngọc. Không hai anh em mình đi tối về vui hết Ngọc. Kéo quá ngủ buồn ngủ. Cái là 10.000. Ngủ xong cái chạy về tới sáng luôn. Rồi, còn cái này của ai nè? Cái đó của anh Ngọc. Cái đó tủ 15 mét. Thì hả? Tỉnh luôn nha anh. Này để đây đi. Để đi hồi cho anh 15 mét tính năng. Có chỗ để nó đâu. Để cái đũa lên đây nữa. Đúng rồi, để vậy đó. Ủa? Ông lấy cái bình bông đi đâu rồi? Bình bông nè. Không, bình bông kia đó rồi. Ủa, anh đây biết cho ông Xuân hiện. Dưới kia kìa chị. Dưới kia kìa. Trời ơi, cái này người ta mới cắm đó ông ơi. Cho cắm thêm vô đây, tôi để đây. Giờ chỉ anh chị cũng không biết đâu chứ anh chị mới vô đây đường nó tùm lum chứ. Để hồi anh em nào gánh chỉ. Cái bình tao mới cắm ông đem xuống. Thật là ghê chứ. Rồi đi. Đường trong đây khó đi lắm. Thấy vậy chứ tẻ nhiều đường. Cái bình ngọc bình mới cắm đó. Ông nội gánh xuống. Có bỏ đó hồi xíu anh bỏ cái bàn anh nè. Thôi để. Cái đó là của cô Hoa dặn để riêng để trên bàn, để trên bàn thờ. Rồi giờ ghi lên đây. Bánh xèo cái màu bánh xèo đẹp quá. Bánh xèo cha lộng mặn. Bánh xèo mặn hả? Hoành tráng quá cô chú anh chị ơi. Hai bàn song song luôn. Để chụp tấm bánh xèo ra. Đây nắm cho. Trời ơi. Lên. Con chúng cho cậu thôi. Chưa rồi. Này cho ông năm ăn Tết nửa năm cô chú ơi. Dở tao lên, dở tao lên. Bánh xèo. Bàn lẩu chay còn bàn bánh xèo mặn hả? Đúng. Mặn hả trai? Mặn. Rồi xin một bàn bánh xèo đẹp ghê đi. Màu vàng rực rỡ. Thôi có anh Ngọc nhiều giấy đó đi. Chú Tiểu Quay này. Anh đang mình phát lọc luôn hả vậy? Anh Pha nè. Vậy đẳng kìa. Ủa sáng giờ đâu sao không thấy chân vậy? Anh chạy về rước quả xuống. Gì hả? Rồi sáng không thấy đâu đi đẳng đây. Chị Bích luôn hả? Mình đứng vậy nè. Đúng rồi đó, đứng vậy đó. Bên đây Di Minh sẽ làm thủ tục cho mấy anh em ở mộ. Thì cô ba. Cô ba ở Mỹ, Cali á. Hôm trước có tặng 500 phần gạo ở Châu Đốc đó. Thì dặn em là những người có danh sách là trao sáng rồi. Của một số người chưa trao. Thì còn những anh em mà có mặt trong ngày hôm nay thì ngoài cái danh sách đó thì gửi cho mỗi một người là 200 ngàn nha. Thì trao cho anh nè. Đó, cô chú ơi thì đây con cũng được nhận lọc của cô ba Kali đã hỗ trợ viên cho con 200k từ của gửi qua từ Di Minh. Cũng cảm ơn Di Minh và cảm ơn cô ba ở ba Kali rất là nhiều. Rồi dép. Rồi tới chị Bích luôn nè. Đây nè, đây nè. Di Minh, cảm ơn cô ba rất nhiều, chị cũng cảm ơn Di Minh rất nhiều. Dạ. Thì Duy Minh cũng thay mặt cho mấy anh em cảm ơn cô ba Cali ở Mỹ. Chúc cho cô ba thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an ha. Thì còn hai chồng tí, nhưng mà hai chồng tí kia Duy Minh kêu đợi tí mà nó đi qua bển nó quay rồi. Quay thầy Minh Thuyện qua bển rồi. Cho nên là bây giờ thì phải gác lại nữa. Trao tiền cũng phải phải chờ đợi nữa nghe quý cô chú anh chị. Chứ không mấy. Thì mình có nói rồi mà nó kêu để sao đi thì
thì mình để sau luôn quý cô chú anh chị, chứ mình theo ý muốn mình cũng không được. Thì một lần nữa thì Duy Minh cũng cảm ơn cô Ba rất là nhiều ha, đã hỗ trợ cho mấy anh em, và cảm ơn cô Hoa Đà Lạt đã cúng một mâm cơm chay, một mâm lẩu chay cho chú buổi sáng nay. Thì Duy Minh cũng mới tắt rồi nữa hả? Mới tắt rồi, soi rồi. Anh tắt hả? Sôi quá, sôi anh tắt rồi. Anh Minh múc cho cậu đi. Đây để anh múc. Sôi rồi đó, sôi nó tràn luôn đó. Mới thì Ngọc rồi, đó. Không có chỗ để lên trên này luôn á. Thì Ngọc cũng để vậy bánh xèo. Để con đây nè. Ừ. Ồ, quá trời hoành tráng luôn nha. Thì Ngọc cũng để một hộp bánh xèo lên cho mà. Cho trên một hộp. Cô hoành tráng. Bữa nay cậu ăn một năm hoành tráng rồi. Hoành tráng luôn nha. Bánh xèo cái màu vàng rực rỡ đẹp quá. Nên là thấy là muốn thèm liền. Thôi à nha của cậu à. Thì cậu dùng còn trước mình dùng sau. Đũa, cậu lấy đũa hết đũa hả? Là rất là hấp dẫn cô chú anh chị. Để đâu? Để bên đây nè Duy Minh. Qua đây nè, để chỗ cái đèn đó. Đi ra ngoài luôn đi. Đi ra ngoài luôn. Ngọc. Hôm qua thì chị này cũng có lên một bàn xèo. Còn cô qua Đà Lạt. Bên hai mâm một lượt nha cô người chị. Hôm nay cậu ăn Tết nửa năm. Nửa năm là đúng là mùng 5 tháng 5. Đó. Một mâm thì cũng cô Hoa ở Đà Lạt với cô chú anh chị. Cô Hoa hả? Cũng cô Hoa hả? Ờ, cô Hoa ở Đà Lạt. Ừ. Yeah. Chị này là cúng bơ hàng ngày cho cậu. À là à. Chị cúng bơ đó hả? Còn hai cô mà cúng cái cô mà cúng hai hộp cơm là khác liên nữa hả? Còn trao tiền cho anh Niêu nè. Rồi 15 ớt nữa, nãy Duy Minh có kêu rồi mà 15 ớt thôi, kêu để sau đi. Quá đẹp luôn. Nhưng mà 15 ớt hai chồng chạy qua quay bên mậu của sư Minh Thiện rồi quý cô chú anh chị. Cho nên là mình phải mắc đạo nữa quý cô chú anh chị. Hả? Chiều mình làm thêm clip nữa. Chiều làm. Nói chung là có những cái mình không như ý muốn mình được quý cô chú anh chị, cho nên là phải giờ trao từ từ luôn. Giờ em nó không muốn nhận bây giờ thì nó đợi chiều trao luôn. Lâu rồi mẫu cậu mới cúng hai mâm hoành tráng. Đúng rồi. Này. Hôm nay là ngày mùng 5 ngày Tết Đoan Ngọ nè. À, cậu ăn Tết nửa năm này có đồ chay, có đồ mặn đầy đủ ha. Ừ. Bánh xèo mặn. Một lần nữa thì Duy Minh cũng cảm ơn cô Hoa Đà Lạt ha, đã hỗ trợ Duy Minh cúng một mâm cơm, một mâm lẩu chay, gồm có cơm rồi có lẩu luôn, đầy đủ, và một cái bình hoa. Một bình hoa thì để ở trên. Một bình hoa thì để trên, còn một bình hoa thì để dưới quý cô chú anh chị. Sao mỗi giờ mẫu cậu hoa hồng quá chừng đó. Ờ, hoa hồng bữa nay hoa hồng nhiều lắm đây nè. Nói chung là hôm nay là cũng hoành tráng lắm quý cô chú anh chị. Chúc bà cô chú anh chị trong nước khỏe. Dạ bố hẹn với lắm. Thì một lần nữa Duy Minh cũng không biết nói gì hơn. Chúc cho tất cả bà con cô bác càng xa trong ngoài nước đang xem trên kênh của Duy Minh thật là nhiều sức khỏe ha, vạn sự bình an. Bây giờ Duy Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo nha. Quang ơi quý cô chú anh chị ơi, thì mình kết thúc video rồi, nhưng mà hai vợ chồng của 15 mét vừa về thôi, mình trao luôn nghe quý cô chú anh chị. Định để chú anh chị vừa về mẫu chú 15 mét nó mới bên quay mẫu của sư Minh Thiện bển á quý cô chú anh chị. Cho nên giờ về mình trao tiền luôn nha. Anh Ngọc. Anh cầm giùm em cái rồi. Em cầm được không? Trời. Thôi vô đây trao quá rồi. Chuyện gì đây mà anh nghe. Có lọc cho em nè. Đây đây đi. Anh kết thúc video rồi. Mà hai chồng em tới anh trao luôn để mất công chịu mất chồng. Mất công là thêm cái video đúng không? Đúng rồi, thêm cái video nó lẻ tẻ lắm. Hồi sáng anh tới rồi. Ồ, bữa nay anh cũng có gì bánh xèo hả? Một bên bánh xèo bên ấy. Bánh xèo mặn. Bánh xèo mặn. Bánh xèo mặn hả? Là ai cúng? Cô chị khán giả Biên Phước 1. Còn của anh thì của cô Hoa. Cô Hoa. Cô Hoa là lạc cúng mâm lẩu với có hai gói thuốc rồi. Rồi, vậy là biết lọc của ai rồi. Không, còn ngày lọc này là lọc riêng. Cô Ba. Lọc này là của cô Ba ở là Cali, Mỹ. Ở Mỹ, cái cô mà hổng gỡ anh phát 100 phần quà ở Châu Đốc chùa Bà đó, mà có dặn kỹ lắm nè, có ghi cho trong đây luôn nè, mấy anh em mình ai với ai hết. Đây
rồi, để cho em coi, để mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Đây. Nè. Nhịp sống niêu. Lì xì lì xì cho các em tới đoàn ngõ nè. Nhịp sống niêu nè. Di Minh nè. 15 mớ Bình Dương nè. Thiện Tiên nè. Khuôn áo vàng nè. Bùi Hải nè. Mỗi người 1 triệu. Riêng các kênh có mặt vào bữa đó chị nói là thứ bảy, nhưng mà thứ bảy. Anh nói là Tết Đoan Ngọ là ngày bữa thứ hai, cho nên là chị giờ là thứ hai là mỗi người là nhận 200 ngàn. Đó. Còn một số kênh là chị đã trao riêng không quay theo yêu cầu đó, thấy không đó, một số kênh nè khác đã cho riêng rồi mà không có quay video. Dạ. Yêu cầu bây giờ thì mình tính mấy anh em mình đi. Rồi. Dạ. Với mấy anh em hồi sáng có mặt đây thì anh cũng trao hết rồi. Anh Khoa rồi, chị Bích rồi. Nếu ai có mặt, tại vì chị nói là hôm nay ai có mặt thì trao, mình trao. Dạ. Có mặt thì mình trao luôn. Dạ. Đó. Thì mỗi người 1 triệu. Ồ. Thì em lắm. Có gửi lời gì đến là cô Ba ở Cali không? Dạ em cảm ơn cô Ba rất là nhiều luôn, nhận được một cái lọc rất là khủng. Cô Ba sáng thứ hai Tết Đoan Ngọ 1 năm tháng 5 năm Giáp Thìn thì 16 Bình Dương chúc cho cô Ba Cali luôn dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an, phát tài phát lộc. Rồi 16 cũng cảm ơn Minh luôn. Rồi anh thay mặt cho cô Ba Cali là cảm ơn em rất là nhiều. Rồi tới sao mà em Thiện Tiên với đây luôn, tại vì cô ghi là có em cho nên là rồi bây giờ thì đi chờ 16 hết cầm máy giùm chứ gì hết đó. Đó, khán giả là ghi tên đàng hoàng luôn nha, quý của chứng chị dặn mình làm sao mình làm vậy. Cô cũng gửi cho em đó. Cảm ơn cô Ba rất là nhiều, là cô Ba gửi lộc cho Thiện Tiên vào cái ngày 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ thì Thiện Tiên cũng xin chúc cho cô Ba và chị sức khỏe, nhà sự như ý và luôn hạnh phúc trong cái gia đình nhỏ của mình nha. Anh cũng thay mặt cho cô Ba là cảm ơn em nhiều nha. Rồi, cái phần quà này nha. Giống như là cái phần lì xì đó quý cô chú chị. Lì xì Tết Đoan Ngọ giúp cho mấy anh em mình cũng có cái động lực ở mộ chú, chăm sóc mộ chú nè. Đó thì mình cũng rất là cảm ơn cô Ba nha. Chúc cho cô Ba gia đạo gia đình thật là nhiều. Phan, để cho em chụp tấm thôi, chứ chụp giả sử bình an nha. Rồi, hai người cháu đi. Thằng này nó nói, cái chai này rồi. À, đúng rồi, đã rồi, ok. Ok. Vậy nó thiệt luôn á chứ. Tại nãy chưa chụp bà con ơi. Nãy anh kêu em đợi 2 phút em vừa đi là cơm tới luôn á. Vậy hả? Ừ, em kêu anh đợi đi 2 phút là tới rồi. Là kêu hai chồng tí nó đợi quý vậy mà nó vừa hai chồng nó vừa đi qua 2 phút là người ta tới. Sáng giờ chạy show. Em qua em quay cái đang xây bển đúng không? Xong rồi. Đang đổ bê tông đúng không? Đổ xong rồi. Anh biết mà. Hồi sáng anh gọi em là em đang phát từ thiện ở qua Việt Kiều Mỹ. À. Sáng phát. Rồi một lần nữa thì Di Minh cũng cảm ơn bà con cô bác ha. Đúng rồi, Di Minh đã kết thúc rồi quý cô chú anh chị. Nhưng mà mình cũng chưa có đăng video cho nên là hai chồng tí nó về đây là mình trao luôn quý anh chị. Còn anh yêu á. Quên nữa, còn anh yêu là tí giờ em liên lạc giùm anh yêu đi. Tại vì anh yêu anh liên lạc anh không có bắt máy mà cũng anh không liên lạc luôn. Thằng hết nó hỏi cô Ba Việt Kiều Mỹ với cô Ba Cali là 1 ngày 2 giờ. À biết nó của nó là riêng em riêng nhất. Nó nói rõ ràng luôn đúng không? Sao mà mình biết được. Nhưng mà ý là hồi sớm anh cũng nói em đã nói. Thôi bây giờ của ai nói biết đi. Cái của anh biết. Của anh mà anh cứ nói là cô Ba Cali phải không? Dạ. Em nói tiếp. Thôi không nói. Nó nói khó quá, bỏ qua đi, của ai nó biết, nhà nó sáng cháy. Khó quá, bỏ qua đi, trời ơi trời, tìm hiểu gì cho kỹ dữ vậy, nội, cho nó phức tạp. Đó, quý cô chú chị thì, cô Ba dặn sao mình làm vậy quý cô chú chị. Bây giờ thì mình, ôi, xe 16 chỗ tới luôn rồi. Ủa, xe 16 chỗ tới luôn nè quý cô chú chị. Rồi, kiếm mạo của nghệ sĩ của Tú Vũ Linh ha. Cái mẫu của chú ơi là Vũ Linh đúng không? Cái mẫu chú Vũ Linh đúng không? Đó, cô? Đúng rồi. Ở đây nè. Bây giờ mình cho xe sát vô trong cái đường hẻm đó là nó dễ. Vô tới đây rồi. Dạ vô cái chỗ đó là được rồi chú. Ủa mình từ đâu đến đây chị? Vũng Tàu hả? Thằng ngô từ Vũng Tàu rồi lên. À, chưa có kiếm ăn bánh bao luôn hả chú?
Trường thấy con bánh bao là con thèm rồi đó. Con đói bụng rồi đó. À, con chờ con nói giỡn với chú chứ con cúng đó hồi con thỉnh lộc với chú ăn rồi. À. Nói gì cái chú nói trên xe còn không. Định cho mình thấy gì. Sư Minh Thiện ở gần đây nè. Dạ sư Minh Thiện là cái người mà đi khất thực chung với sư Minh Tội đó. Đem về đây chôn nè, cô mới chôn qua luôn nè. Dạ. Sư Minh Thiện. Cái thầy mà bị sốc nhiệt đó. Đó biết em nghe mấy cái này nhưng mà đâu biết nghĩ là đưa về đây đâu. Thầy bị sốc nhiệt á. Dạ. Chết một người vậy. Dạ. Đúng rồi. Sư Minh Thiện ở đây luôn rồi nè. Đây nè. Trời ơi em đang video lên cả trăm mấy ngàn người xem rồi. Chạy mà nó đâu vậy? Đi. Rồi mấy chị đó ngại hay sao á? Ngại. Mình cũng biết sư Minh Thiện đúng không? Biết mà chị này biết nè. Thì sư Minh Thiện chôn cách đây khoảng 800 mét à. Đầu 800 đi bằng ngang ngoài đó chưa được 500 mét. Tại vì tại mình đi đường vòng á. Tại mình đi đường vòng ha. Đúng rồi. Đây qua đó là đâu có được. Cúng cơm bánh xèo. Mình qua bển đi cô. Qua bển hấp theo cho chú đi. À. Bữa nay cúng bạch tráng luôn á. Bữa nay cúng đo ngọ. Cúng đo ngọ cho chú nè. Ê mà nãy. Hả? Nãy hai chị mà nghe một của sư Minh Thiện mà chung này hai chị ngạc nhiên. Bỡ ngỡ luôn là nó đâu có. Không tin luôn đúng không? Không tin. Đúng rồi. Hiện tại giờ mà mẫu của sư Minh Thiện mà có ai cúng cái gì hay là đến ấy gì là nhiều khán giả ta cũng quan tâm người ta đến ta cúng lắm á. Tại là nhiều người chưa biết á quý cô chú chị. Đó, mình chán rồi. Bánh xèo cũng lẩu đó cô. Lẩu đó cô. Chào chị nha. À, bà con của bác đến từ Vũng Tàu nè. Mùng 5 tháng 5 mình đi du lịch ha sao chị? Dạ. Đưa đám. Ai đi ngang đây cũng đưa đám cũng ghé viếng mộ chú Vũ Linh hết. Xíu à. Chạy xe lên đó chú về chị. Khoảng 1 cây số à. À vậy hả? Vô đây luôn. Không tới. 500 mét à. 500 mét à chị. Dạ, khán giả gửi. Dạ, con hoa Đà Lạt gửi cúng. Vậy là nói chung ra là cái mâm cơm của cúng của anh Vũ Linh này á là khán giả. Ở cái phần ở đây nó nấu hay là của người nhà đem tới. Tức là khán giả gửi cho tụi con cúng. Dạ, tụi con sẽ đặt để cúng hội đó cô. Hay. Cũng hay hả cô? Dạ, có bánh xèo đầy đủ cô, bia luôn. Ồ, có bia nữa kìa. Dạ. Chút xíu mà mấy cô chú ở lại luôn nha, dùng lọc nha. Thầy Vũ Linh nha, vô. Thầy Vũ Linh nha. Cô quá vui luôn. Ở đây là mấy anh, mấy chị ha. Đúng rồi, nghệ sĩ hồi xa đó chị. Ồ, bữa nay mùng 5 Tết cũng đo ngọ cũng có nhiều khán giả đến viếng mộ chú nghe quý cô chú anh chị đó. Ồ, khói nó gà mịt mù luôn, khói nhìn thấy đẹp quá quý anh chị, giống ảo diệu không. Cảnh tiên chạy về
tiên cảnh ha, giống tiên cảnh ha. Đó, quý cô chú anh chị ơi, thì video đến đây Diễm Minh cũng xin kết thúc nha. Chúc cho bà con cô bác là nhiều sức khỏe. Bà con cô bác nhớ nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh Diễm Minh nha. Diễm Minh chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Bây giờ Diễm Minh xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo nha.